nhà Rông được biết đến là sản phẩm kiến trúc phi vật thể truyền thống của các dân tộc phía Bắc Tây Nguyên, là biểu tượng văn hóa đặc sắc, nổi bật của các dân tộc cư trú lâu đời ở Kon Tum như Sedang, Bana, Jarai, với hình ảnh mái nhà Rông cao vút như lưỡi rìu chém ngược lên bầu trời, thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên của các dân tộc nơi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.